Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, vốn bình yên. Người dân ở đây quanh năm an tâm làm ăn phát triển kinh tế. Thế nhưng, kể từ đầu năm 2024, vùng quê này bỗng trở nên xáo trộn bởi âm mưu của một thế lực từ bên kia biên giới. Theo đó, lợi dụng tâm lý chung của nhiều thanh niên địa phương rỗi nghề, đang có nhu cầu tìm một công việc nhẹ lương cao, một số đối tượng đã tiếp cận, dẫn dụ và hứa hẹn mở ra cơ hội kiếm tiền cho họ tại đất nước Thái Lan. Từ sự nhẹ dạ cả tin, nhiều thanh niên đã không chút do dự bỏ quê để lên đường nhận việc. Tuy nhiên, khi đến nơi, tất cả trong số họ đã vỡ lẽ bởi nơi làm việc của mình không phải là đất nước Thái Lan như lời hứa hẹn, mà chính là khu vực đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bo Kẹo của nước bạn Lào. Cũng từ đây, hàng ngày có hàng chục tin nhắn ngắn ngủi từ các nạn nhân gửi về cho gia đình trong nỗi tuyệt vọng, với nội dung họ đang bị tổ chức tội phạm do người nước ngoài điều hành, buộc làm việc cật lực trong các đường dây lừa đảo trực tuyến. Hoang mang và lo sợ trước thông tin con em mình đang trở thành nạn nhân của một đường dây mua bán người xuyên quốc gia, nhiều bậc cha mẹ đã gửi đơn thư trình báo cơ quan công an. Con bị điện về nói là cái khu vực này là nguy hiểm lắm, mà nếu mà không làm được đủ chỉ tiêu thì họ là họ sẽ bán đi, hoặc là họ đập tánh đêm là họ đi cánh để sơ mi trốn thoát á. Nhận thấy đây là dấu hiệu của hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, lực lượng công an xã đã tiến hành rà soát xác minh, thu thập thông tin và tài liệu ban đầu, đồng thời nhanh chóng báo cáo lên cấp trên để đánh giá toàn diện nội dung, tính chất, mức độ của vụ việc. Một mắt xích nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an chính là Lê Xuân Thành, một người dân thuộc xã Kỳ Lợi, với những dấu hiệu bất minh về kinh tế cũng như quy luật hoạt động tại địa phương. Đây là một cái đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, thời gian. Tuy là sinh ra ở một cái sinh sống ở một cái vùng quê là tương đối vất vả khó khăn, nhưng mà đối tượng thể hiện là mình là người có nhà, có xe, có nhiều tiền, và thậm chí là rất nhiều tiền. Tiến hành trinh sát xác minh, bám sát đối tượng, phát hiện đối tượng thường xuyên đi lại qua lại ở khu vực biên giới Việt Nam và Lào. Từ đó công an xã Kỳ Lợi đã tiến hành báo cáo cho lãnh đạo công an thị xã Kỳ Anh, ban giám đốc công an tỉnh cùng như là các phòng ban. Từ đó là tiến hành để giải cứu các nạn nhân. Theo đó, những báo cáo này là bước tiền đề trong kế hoạch đề xuất với lãnh đạo công an tỉnh nhằm xác lập chuyên án, tổ chức lực lượng điều tra và nhanh chóng giải cứu các nạn nhân. Các đối tượng đã đưa những nạn nhân vào là các công ty do là người nước ngoài làm chủ để bán những nạn nhân này vào những cái công ty làm việc, mà công ty đó thực tế là làm cả cái việc vi phạm pháp luật như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như là đánh bạc trên mạng không gian mạng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc công an tỉnh, phòng cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đặc biệt nhằm triệt phá đường dây tội phạm này. Bằng quyết tâm cao độ trong cuộc chiến đấu tranh với các đường dây mua bán người, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử nhiều mũi công tác, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, trực tiếp tác nghiệp trên nhiều tỉnh thành tại nước bạn Lào. Sau thời gian dài thu thập thông tin và điều tra kỹ lưỡng, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định Lê Xuân Thành, sinh năm 1989, trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, chính là kẻ cầm đầu trong đường dây buôn người kể trên. Cụ thể, Thành cùng đồng bọn lợi dụng mạng xã hội, dùng danh nghĩa tuyển dụng lao động sang Thái Lan với mức lương từ 18 đến 30 triệu đồng để lừa đảo. Từ đây, thông tin này nhanh chóng lan truyền và thu hút nhiều thanh niên đang có nhu cầu tìm việc. Bằng phương thức tinh vi này, Thành và Tuấn đã đưa được 22 người từ Hà Tĩnh vượt qua cửa khẩu Tây Trang thuộc tỉnh Điện Biên để rồi tiến sâu vào đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bo Kẹo, Lào. Tại đây, họ bị giao cho các đối tượng người Trung Quốc và rơi vào vòng xoáy của tội phạm của sự bóc lột đàn bạo. Em làm bên kia 5 tháng, nhưng mà ứng dụng đá thì được 15 ngày thì em có ý định trốn về. Vì bên đây là ứng dụng lừa đảo. Có mấy người trốn về trước, nhưng mà do là gia đình nhắm chưa kịp chuẩn bị tiền, nên là còn thiếu mấy triệu nên là không có tiền để về. Theo đó, những nạn nhân này buộc phải sử dụng máy tính, điện thoại để tạo các tài khoản mạng xã hội, với thủ đoạn của những kẻ cầm đầu là dùng người Việt để lừa người Việt. Họ được đào tạo cách thức nhắn tin, gọi điện nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Không có sự lựa chọn thứ hai,
cuộc sống của họ dần biến thành ác mộng khi các đối tượng tội phạm thu giữ hết hộ chiếu, giam lỏng trong các khu vực quản thúc nghiêm ngặt. Sau một thời gian điều tra kết hợp với thông tin từ người bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Cục Phòng chống mua bán người thuộc Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Bò Kẹo, tổ chức theo dõi phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây, đồng thời thống nhất kế hoạch phối hợp để bắt giữ và giải cứu số người Việt Nam bị bán sang Lào. Sau gần một tháng triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22 tháng 5 năm 2024, Tổ công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Công an thị xã Kỳ Anh, đoàn công tác của Bộ Công an đang công tác tại Lào, Cục Cảnh sát Phòng chống mua bán người thuộc Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Bò Kẹo triệt phá thành công chuyên án. Cuộc tấn công táo bạo này đã bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu đường dây, bao gồm Lê Xuân Thành sinh năm 1989, Lê Anh Tuấn sinh năm 1990, trú tại xã Kỳ Lợi, Dương Anh Điện sinh năm 1986, trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, và Lê Thanh Trầm sinh năm 1978, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trong chiến công này, lực lượng chức năng đã giải cứu và đưa 36 người Việt Nam từ đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng trở về nước an toàn. Sau khi phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu và giải cứu 36 nạn nhân, những tình tiết mới bắt đầu lộ diện. Bản chất của sự kiện bắt đầu thay đổi cùng nhiều tình tiết bất ngờ. Cuộc chiến với tội phạm tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng mới thực sự bước vào giai đoạn hết sức cam go. Chuyên án bước vào giai đoạn 2. Vào cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Philippines, Malaysia, Myanmar đã chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bò Kẹo, Lào. Với chiến thuật dùng người Việt lừa người Việt để dụ dỗ lôi kéo người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các cửa khẩu biên giới bằng lời hứa hẹn về mức lương hấp dẫn từ 18 đến 30 triệu đồng. Từ những nạn nhân ban đầu, nhiều người đã bị dụ dỗ mua chuộc và dần biến chất trở thành công cụ thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đầu sang thì em cũng làm việc như kiểu nhân viên bình thường thôi, thì sang thì vì người ta muốn, lúc đầu thì mình không biết là công việc nó không tốt, nhưng mà vì người ta muốn giữ mình lại thì người ta đưa cho mình một số cái gọi là lợi nhuận các thứ, như kiểu là chức vụ quản lý này kia để giữ chân mình lại, để mình lại làm việc cho người ta. Trong một thời gian ngắn, chúng đã thiết lập được một đế chế riêng tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, nơi được ví là tội ác và sự tha hóa, hòa quyện, tạo nên một thách thức lớn đối với lực lượng chức năng. Điều đã thôi thúc ban chuyên án và cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự quyết tâm để tấn công vào sao huyệt của cái tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó chính là cái trách nhiệm của một người lính hình sự, trách nhiệm đối với những cái lời kêu cứu của các ông bố ba mẹ có con bị bán đi xứ người, trách nhiệm đối với những cái lời kêu cứu của các bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt hết số cái tài sản mà họ đã dành dụm cả đời để dưỡng già và chữa bệnh, và nhiều người trong số đó là tìm đến cái chết để giải thoát cho chính mình sau khi trở nên túng quẫn do bị lừa đảo chiếm đoạt hết số cái tài sản dành dụm được. Sau một thời gian dài bám sát địa bàn và vận động sự hợp tác tích cực của người Việt tại Lào, ban chuyên án đã thu thập được đầy đủ tài liệu liên quan đến đường dây phạm tội có tổ chức quy mô này. Trước khi triển khai lực lượng, ban chuyên án đã cử các trinh sát chốt chặn tại các sân bay, cửa khẩu để kịp thời đón lõng và bắt giữ các đối tượng tẩu thoát về Việt Nam. Ngày 30 tháng 7 năm 2024, bất chấp thời tiết mưa lũ và nguy cơ sạt lở núi, hàng trăm chiến sĩ tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ đã lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với ban chuyên án là làm sao đột nhập được vào đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng một cách bí mật. Tam Giác Vàng xác định đấy là một cái địa bàn rất là nguy hiểm và đặc biệt phức tạp về tình hình tội phạm. Nhưng mà với cái quyết tâm, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ An và của ban giám đốc công an tỉnh, và cũng những cái quá trình chuẩn bị rất là chú đáo và những cái kết quả đạt được ở giai đoạn 1, và đặc biệt là cái sự tích lũy cái kinh nghiệm
rồi các kỹ năng công tác và cái bản lĩnh của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự được hun đúc trong cái thời gian vừa qua thì ban chuyên án và cán bộ chiến sĩ cũng rất là tự tin. Rạng sáng ngày 2 tháng 8, khi các trinh sát đang chìm trong giấc ngủ thì bất ngờ tiếng của chỉ huy ban chuyên án vang lên như tiếng súng hiệu lệnh. Mọi người nhanh chóng theo tổ, đội cơ động lên xe, ém quân tại các con ngõ nhỏ, chờ sẵn hướng về đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Ngay khi mục tiêu tòa cao ốc nơi tổ chức lừa đảo hoạt động được xác định, tín hiệu phá án phát đi, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận tạo tình huống nghiệp vụ để đột kích vào 13 tầng của tòa nhà để lục soát. Những tiếng ra lệnh vang lên, tiếng phá cửa pha lẫn với những tiếng chân vội vã hoảng loạn, hòng chạy thoát của các nghi phạm xen lẫn khiến không gian trở nên căng thẳng. Sau 4 giờ truy bắt, các đối tượng chủ mưu cầm đầu cùng nhiều nhân viên người Việt Nam đã xa lưới. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 154 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ và hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại và hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ, cùng nhiều công cụ tài liệu khác phục vụ cho hành vi lừa đảo. Cùng lúc đó, tại sân bay Nội Bài, phòng cảnh sát hình sự cũng đã bắt giữ thành công đối tượng chủ mưu là Hoàng Bích Ngọc, sinh năm 1994, trú tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, khi Ngọc đang trên đường bỏ trốn về Việt Nam. Khai thác nhanh lời khai của một đối tượng nhân viên tên NTH. Với phương thức thủ đoạn trên, trong thời gian qua, NTH đã tiến hành lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam. Đối tượng H cho biết, có người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng. Với doanh số từ 7 đến 11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng, H sẽ nhận được tối thiểu từ 8.000 đến 10.000 nhân dân tệ, tương đương với 25 đến 36 triệu đồng tiền Việt Nam. Thì quá trình bị lừa, bị thao túng tâm lý thì tôi lại như kiểu là một vòng xoáy không thể thoát ra được. Thoát ra được thì cứ mỗi lần họ đối tượng nói chuyển tiền thì tôi chuyển và mong muốn là chuyển để lấy lại số tiền đã đóng trước, vì cái tâm lý là như cái vòng luẩn quẩn, cho nên là bản thân cứ dần sâu. Và sau khi biết là mình bị lừa số tiền hơn 800 triệu, vừa là nghỉ quẩn. Và vấn đề nghỉ quẩn đó thì tôi cũng đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Đây là đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước. Là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp do người nước ngoài quản lý. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Việt Nam cùng Công an Lào trong công cuộc đấu tranh chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng xuyên quốc gia đang hoàn thành. Đạt được chiến công như trên, đó là kết quả của mối quan hệ phối hợp giữa hai nước chúng ta nói chung và giữa hai lực lượng công an nói riêng. Chúng ta đã có sự phối hợp rất tốt để giải quyết vấn đề các tổ chức tội phạm quốc tế. Do đó, sự hợp tác lần này là kết quả tuyệt vời mà chúng tôi đánh giá là mốc son lịch sử của mối quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng từ trước tới nay. Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng rằng hai lực lượng chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp với nhau để giải quyết triệt để vấn đề tội phạm ở cả hai nước, để cho nhân dân hai nước được làm ăn sinh sống trong một môi trường an toàn và hạnh phúc. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ Việt Nam và Lào, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt Nam và Lào. Trong bối cảnh hiện nay, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm lừa đảo quốc tế đã diễn ra với những thủ đoạn không mới. Thế nhưng, những nạn nhân mới vẫn sập bẫy. Đấy, chúng tôi có thể nói khuyến cáo với ba con, đừng bao giờ tin vào cái dù dỗ là việc nhẹ lương cao hoặc là đầu tư mà mang lại cái lợi nhuận rất lớn, bởi vì cả gì nó phải trả giá, không có cái đồng tiền nào nó dễ dàng có thể sinh ra được. Tất cả các cái mối quan hệ không rõ ràng mà xuất phát từ trên không gian mạng đều và tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Việc phá thành công chuyên án tại đặc khu Tam Giác Vàng là một minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm và nỗ lực của cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh trong công cuộc bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Đặc biệt, bằng lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân,
vượt qua mọi hiểm nguy gian khổ, hy sinh mưu trí dũng cảm, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh đã viết nên những trang vàng truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng.